Tôi sẽ không treo giày khi tôi chưa thi đấu cho Boca. De Rossi đã phát biểu như vậy trong buổi ra mắt đội bóng mới. Cuối mùa trước, De Rossi chia tay Roma, đội bóng anh đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé. Trong khi nhiều danh thủ sẽ chọn đến Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông để tranh thủ kiếm tiền trước khi giải nghệ, thì De Rossi lại chọn Boca Juniors. Boca Juniors được thành lập vào năm 1905 với nòng cốt ban đầu là những người Ý nhập cư. Vào thời điểm đó, 50% dân số ở thủ đô Buenos Aires của Argentina là dân Ý nhập cư. Trải qua 114 năm, Boca đã trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất Argentina với 68 danh hiệu lớn nhỏ. Maradona, Riquelme, Batistuta, Carlos Tevez và nhiều cầu thủ khác nữa, họ đều đã từng được sống dưới bầu không khí cuồng nhiệt, hoang dã đúng chất Nam Mỹ của chao lửa La Bombonera, và đó cũng là điều De Rossi muốn. De Rossi mong muốn được trải nghiệm thứ bóng đá Nam Mỹ quyến rũ, trái ngược với Serie A, nơi tiền vệ 36 tuổi đã thi đấu gần 20 năm, giải đấu để cao tính chiến thuật trong từng cú chạm bóng, trong khi giải vô địch quốc gia Argentina có nhiều đất để phô diễn kỹ thuật hơn. Chàng tiền vệ với vẻ ngoài tựa như một võ sĩ giác đấu với một trái tim nóng, phong cách thi đấu cuồng nhiệt và tư chất thủ lĩnh bẩm sinh đang được sống với đúng giấc mơ trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.